Xin chào mừng toàn thể tất cả bác trở lại với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Hôm nay em Nam rất vui lại được đồng hành cùng toàn thể các bác, giới thiệu tới toàn thể các bác về hai bộ mic cao cấp của đời Sennheiser SKM5002 và 5002 Nam mã các bác nhá. Thì ở đây là có hai bộ receiver, đó là receiver của Sennheiser M3732 MK2 này và receiver của M3532. Thì một cái là receiver của 5002 Nam mã ở đây và một cái là 5002. Thì hôm nay em muốn lên sóng giới thiệu cho toàn thể các bác về bộ 5002 này. 5002 bộ sóng là 3532, một trong những bộ mà có giá thành vô cùng hợp lý. Thì trước mắt toàn thể các bác đây thì sẽ cùng đi chiêm ngưỡng hình thức của cái receiver 3532 này cùng với em Nam nhé. Thì các bác có thể nhìn thấy này, cái mặt kính của em nó này, em quay rất là cận cảnh để các bác có thể nắm rõ chi tiết về sản phẩm mà bên Hoàng Nam Audio cung cấp. Cái nước kính nó rất còn bóng và cái màu xanh này, cái ánh đèn nó xanh biếc, rất là đẹp. Và đây là một trong những bộ mic mà em Nam tuyển cũng khá là vất vả để có được một bộ ưng ý về giới thiệu tới toàn thể bác. Và đây là chiếc tay SKM5002 mà em Nam muốn gửi tới toàn thể bác. Đó là 5002 có màu xanh rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy này, nước sơn của em nó còn rất tuyệt vời. Như các bác được thấy là gần như là em nó chỉ có một vài vết xước răm nhỏ như trường hợp ở đây. Này, các bác có thể nhìn quay rất gần thì các bác mới nhìn thấy ra được rằng là vết xước răm này, còn lại không có vết nào quá là sâu về cái tay. Thì em đánh giá cái tay này trong tình trạng rất là đẹp. Và các bác có thể nhìn thấy này, nước sơn ở trên đầu mic này, thì đây đều là những cái nước sơn zin còn rất là đẹp và nó có độ sần này. Thứ hai nữa là cái chữ của em nó này còn sắc nét, không phải là hàng kẻ nại thôi nhá. Đó là một trong những cái điểm nhận biết để nhận biết xem là nước sơn zin của em nó như thế nào. Đấy, tiếp theo tay thứ hai đây, em Nam muốn giới thiệu tới các bác để các bác có thể có những cái nhìn chuẩn xác hơn về những cái sản phẩm mà dòng mic 5002 đang có. Các bác nhìn thấy nước sơn này tuyệt vời. Và ở đây có một cái vết bằng cái đầu tăm rất là nhỏ thôi, quay rất gần thì chúng ta mới thấy nó có xước hơi bị sâu một chút vào cái vết bên trong, thì có thấy vết hơi trắng đúng không các bác. Khi mà vết này ấy, mà bị sơn phủ lên thì cái vết cấn này nó vẫn còn xuất hiện nhưng mà nó sẽ không còn vết trắng này. Đó là một cái nhận biết nữa để xem là tay đã bị sơn hay chưa. Đấy, bởi vì cái vết xước như thế này ấy, chúng ta phải đánh trước khi đánh cho nó hết cái vết này, nhưng mà cái tay mic này nó rất là mỏng nên nó không thể đánh được, gần như không thể đánh được. Nên khi chúng ta mà sơn vào ấy là nó sẽ vẫn còn cái vết này, nhưng mà nó cái vết trắng của bên trong ấy nó sẽ bị đè, nên là chúng ta sẽ không còn vết trắng nữa. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là cái tay này là sẽ bị sơn, nhưng mà cái tay này thì zin 100% các bác ạ, vẫn còn những cái vết trắng như này. Và cái nước sơn nó còn rất là đẹp và nó có độ ánh này. Tại sao là những cái tay 5002 khác lại phải sơn? Bởi vì không ai lại mang những cái tay đẹp như thế này lại đi sơn lại đúng không các bác? Chỉ có những cái sản phẩm mà xấu thì người ta mới phải mang đi sơn thôi. Cũng giống như là ô tô, bây giờ chúng ta bị xước một chút thì không ai chúng ta mang đi sơn cả cái mảng đó cả, trừ khi chúng ta bị xước khá là nhiều và hình thức nó xấu thì
chúng ta mới phải mang đi sơn. Chứ còn bình thường những cái tay nó đẹp như thế này, nó zin như thế này, chỉ cái một vài vết con như thế này, không ai mang cả cái tay này đi sơn cả. Bởi vì cái nước sơn của hãng lúc nào nó cũng sẽ tuyệt vời hơn so với những nước sơn tay, sơn tại thủ công tại Việt Nam. Nên là chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng khi mà mua những cái sản phẩm như vậy. Bởi vì một bộ mic như thế này em Nam đang bán là 55 triệu. Có nơi thì có thể bán cao hơn, nhưng mà có nơi thì bán rẻ hơn. Bởi vì là tùy vào tình trạng. Thì em Nam đang bán với cái tay zin và không có một chút vết phẩy sơn xiếc gì ở đây các bạn nhá. Đó là bộ mic này em Nam đang bán với giá 55 triệu. Một trong những dòng mic mà em Nam tuyển chọn cực kỳ đẹp và ưng ý này. Các bác có thể nhìn ở cái những góc độ như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ra được những cái vết xước đó. Đây, chỉ có đúng duy nhất tay này là bị có một vết chấm rất là nhỏ. Và những cái bộ mic như thế này không thể tránh khỏi những cái vết như vậy các bác nhá. Chúng ta mua đồ mới về dùng một thời gian vài ngày hoặc là dăm bữa nửa tháng, nó cũng có những cái vết, đó là chuyện bình thường. Thì em Nam đã cố gắng tuyển chọn kỹ lưỡng nhất rồi, nhưng không bao giờ em Nam bán những loại mic mà sơn lại. Bởi vì những dòng mic này cực kỳ đắt tiền, không ai muốn bỏ tiền ra nhiều như vậy để mua một cái sản phẩm mà sơn lại. Bởi vì sơn lại thì chúng ta khi mà cầm nắm như thế này này, cầm nắm như thế này, có thể là lâu ngày nó sẽ bị thôi này, hoặc là nó hằn, nó sơn mà nó bị hằn vết tay ấy. Thì một thời gian chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là tay nó sơn lại cực kỳ khó chịu. Đấy, khi mà hình thức mà nó như vậy rồi thì số tiền chúng ta bỏ ra nó không còn xứng đáng. Và mỗi lần chúng ta cầm lên tay để cầm mic hát thì nhìn những cái vết xấu như vậy, nó thật sự luôn, nó làm cho chúng ta rất là buồn. Đấy, bởi vì chúng ta bỏ tiền ra mà mua phải những cái sản phẩm mà đã tút tát sửa chữa lại như vậy, rất là buồn. Đó là một vài kinh nghiệm em Nam muốn nên để giới thiệu để các bác có thể nắm được để khi mà chúng ta bỏ tiền ra đi mua những cái sản phẩm như vậy các bác nhá. Bởi vì số tiền các bác cũng biết rồi, 55 triệu, không phải ai cũng xuống tiền ngay lập tức mua được những bộ mic như thế này, nên khi mua chúng ta phải cân nhắc một chút làm sao để mua cho nó xứng đáng cái đồng tiền chúng ta bỏ ra. Đó là những kinh nghiệm mà em Nam có thể biết được, em Nam chia sẻ tới toàn thể bác, có thể đúng có thể sai. Thì các bác thấy hay thì cho em Nam xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh, bấm nút chuông hoặc comment góp ý ở bên dưới có những kinh nghiệm nào tốt hơn để chia sẻ cùng với lại các bác, để các bác có những cái kinh nghiệm để mua những cái sản phẩm được tốt nhất các bác nhé. Thì bây giờ em Nam xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau. Cảm ơn toàn thể bác đã theo dõi, ủng hộ Hoàng Nam Audio.